giải pháp khi mất điện mà nhà chúng ta có xe đạp điện nha. Thực sự năm nay là một năm El Nino kinh khủng khiếp. Mới đầu mùa nóng thôi mà tình trạng mất điện đã xảy ra liên tục rồi. Nhưng mà chúng ta phải mua máy nổ thì cũng rất là phí đúng không ạ? Bởi vì mất điện thì chúng ta nhu cầu cơ bản chỉ cần gì ạ? Quạt và wifi thôi. Mà chúng ta nhà có sẵn một chiếc xe đạp điện rồi thì chúng ta sẽ chỉ cần bỏ ra có 990.000 hoặc là 1.190.000 chúng ta mua một bộ chuyển đổi từ dòng điện xe đạp điện lên dòng điện 220V. Chúng ta sẽ dùng wifi, quạt, bóng điện cỡ khoảng chục tiếng với 3 cái bóng điện, 3 cái quạt và một cục wifi, tha hồ luôn. Và hướng dẫn sử dụng rất là đơn giản nha mọi người nhé. Đây, đây là một chiếc xe đạp điện có cái jack sạc này. Chúng ta sẽ cắm trực tiếp cái jack này vào đây. Đấy, xe bộ kích nó sẽ đi kèm cả một cái jack luôn. Đấy, rất là thông minh. Đấy, đây là kích 1200W có giá 990.000 nhé. Chúng ta bật lên này, mọi người nhìn thấy không? Đấy, nó sẽ có thông số điện của bình ắc quy là 49V, còn dòng điện ra ngoài là 226V nhé, mọi người thấy không ạ? Sẽ cắm cho mọi người xem cái quạt này nhé. Đây, cắm trực tiếp cái quạt này vào đây. Đấy, ra dòng điện 220V luôn. Cái quạt này có công suất là 150W. Đây, bật quạt lên này. Đấy, rất là mát và nó như một dòng điện bình thường, bởi vì là cái dòng điện mà đối với dòng kích xịn nó sẽ ra đủ số vô như này thì cái quạt nó sẽ chạy rất là mạnh nhá. Còn nếu mà cái kích mà nó hàng giá rẻ, ví dụ như kích này có vài trăm nghìn thì nó ra dòng điện nó chỉ có khoảng 190V thôi. Để chia sẻ với mọi người như vậy, kích này có giá là 650.000 nhưng mà chỉ có 12V kích lên nhá. Để anh em có mua nhu cầu mua thì Mạnh Phát sẽ bán cho mọi người, đang có vài cái. Còn đối với dòng kích cao cấp này thì nó sẽ khác nhá. Mọi người nên nhớ là cái thiết bị điện của chúng ta có giá trị rất là lớn. Ví dụ như cái quạt này có giá 1.500.000 mà chúng ta phải mua đồ rẻ về mà kích lên thì dùng nó sẽ bị nhanh hỏng. Còn kích xịn nó sẽ ra dòng điện ổn định như này. Đấy, còn nếu mà nhà chúng ta mà sử dụng nhiều hơn thì chúng ta sẽ mua cái loại 1600W như này, có giá là 1.190.000, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc nhá. Còn đối với các bạn mà mua xe điện của Mạnh Phát thì Mạnh Phát sẽ trừ cho mọi người 100.000, là còn 890.000 và 1.090.000. Đây là giá bán cũng coi như là gần như không lợi nhuận và bán cho mọi người là hồi lấy hộ của mọi người thôi, phục vụ nhu cầu của các bạn khi mà nhà chúng ta mất điện nhá. Thay vì bỏ ra mấy triệu để mua những cái đồ linh tinh thì chúng ta chỉ bỏ ra có trên 1 triệu sử dụng cái này rất là tiện. Và với một bộ bình ắc quy như thế này sử dụng khoảng độ 2-3 cái quạt với 2-3 cái bóng thì khoảng chục tiếng luôn nha anh em nhá, chạy rất là êm. Đấy, rất là tiện nha, có cả đầu sạc điện thoại luôn. Mọi người có nhu cầu mua sản phẩm bộ kích điện này chúng ta sẽ alo Mạnh Phát qua số điện thoại là 085 993 1111. Không cần đặt cọc, cho Mạnh Phát địa chỉ, số điện thoại Mạnh Phát sẽ gửi hàng đến tận nhà, nhận hàng kiểm tra như này. Chúng ta thanh toán, dùng được thì thanh toán mà không dùng được thì thôi. Ok chưa ạ?